Xin chào cả nhà mình. Chào mọi người. Mọi người chào chị. Chưa chị chắc tầm 8 giờ 20. Cái thằng mất cấp. Cái thằng mất cấp đó. Đồng thế. Xin chào mọi người. Mọi người chào chị. Trời ơi. Ngồi bên cạnh coi mà ý kiến. Ý kiến dễ sợ. Lâu quá hả? Chắc là chị phải 8 giờ 20 chị mới hát lần. Hát ao chương trình. Hiện tại thì dạng của cô ấy kìa, có cô ấy kìa. Mọi người có thấy ai không? Bà Tiên nữa. Bà Tiên bà cũng chưa qua. Đây, rồi cô ấy đây. Màu hoa phượng như vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Cái hương nói chung là cầm điện thoại cho chị để chị nói chuyện chút. Sao chị sao? Đây chị mập. Hello. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em trả cho chị nè. Thấy thương chưa? Sao bạn? Được lại rồi. Đã được lại rồi. Chào bé Trân. Mọi người
người có hỏi gì thì hỏi nhá, tại vì ở đây ồn thì cũng không biết nói gì, cho nên hỏi thì nghĩ trả lời. Sẽ tranh thủ trả lời. Còn hai tiết mục nữa sẽ tới Nghĩa Nghĩa đó. Tối nay Nghĩa Nghĩa sẽ hát Vùng Lá Mê Bài. Có lại biết nói gì đây, trên kênh truyền hình Đồng Tháp nha em. Có trực tiếp với em trên kênh truyền hình Đồng Tháp. Dạ em biết rồi anh Thức ơi. Bữa nào phải làm một cái kèo để gặp Hồ Hoài Linh quá à. Trúc Phương Nguyễn chào em. Sao em kia rảnh hen. Tầm 8:20 vậy hả? Để lát nữa em hỏi nó xem nào nha. Hôm bữa anh Linh á, nhờ em make up cho Ngọc Huyền á, mà sao liên lạc em không được. Nó kêu nó không biết kìa. Ồ dạ, cho để lát nữa chị nhắn cho anh. Không, em không quê ở Đồng Tháp đâu, em xuống Đồng Tháp để diễn thôi. Dạ, em cảm ơn anh Thức. Hôm nay Nghĩa Nghĩa được mặc lại áo dài đó. Lát nữa chị hát rồi, thành ra lát nữa xem nha. Chứ bây giờ ồn lắm. À, chắc phải vài hôm nữa ạ. Tại vì con còn công việc á. Xong con tranh thủ để con về. Thất dạo giờ có uống thuốc đúng quy định không vậy? Làm sao em biết á hả? Hôm nay biết nói gì đây đi. Làm sao em biết để sao nha anh Đinh Đại Nguyễn ơi. Yeah.
mưa hả? Ồn thế này sao mà hát được? Ừ, mùng 2 tháng 12 chị ở Hạ Long, mùng 7 tháng 9 hình như ở Rạch Giá sao á. À, 22 hát với Bé Nhân, 22 với 28 hát với Bé Nhân. Dạ em biết rồi, anh trông quá em ơi. Yêu nha mà thương lắm. Thương lắm Phòng Bế Huỳnh. Dạ. Hôm nay không có Tư em ơi, Bế Loa, Nguyễn Phương Loa. Hôm nay không có Tư mình rồi. Chắc có lẽ là bây giờ nghỉ ao nha, ao để chuẩn bị tới nghỉ rồi. Sao bà đây? Mọi người theo dõi TV nha. Rồi. Có gì không? Ao nha, bye bye mọi người, hẹn gặp lại sau nha.